Xin chào các bạn nhé. Xin mời các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại ngày hôm nay mình lại có mặt tại cái chợ phiên vùng cao, đó là chợ phiên xã Lùng Phình nhé, thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình đi khám phá chợ phiên ở đây xem bà con ở đây họ mua bán những mặt hàng gì nhé. Các bạn có thể nhìn thấy bây giờ thời tiết bây giờ ở miền Bắc mình đang là mùa hè, nhưng mà mình phải mặc áo khoác này. Ở đây khá là lạnh nhé. Giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình đi xuống chợ nhé. Hiện tại mình đang đứng ở chỗ ngã ba nhé. Đường này là đường đi Simacai. Còn đây còn một đường này là đường đi Hà Giang nhé mọi người. Đường này là đường đi Hà Giang. Còn đây là đường đi xuống Bắc Hà nhé. Giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình đi xuống chợ phiên nhé. Ở đây ngay cạnh ở trên đường ấy, đấy bà con mang lợn ra bán ấy. Cái này là mình mua về hay là mình mua về? Thường là mình đi bán. Họ làm cái gậy ấy, để làm kiểu như là cái đoàn gánh ấy, để cho lên xe hai con này phải đây, bắt đầu cho lên xe ấy. Hai về mỗi bên một con lợn. Cho thêm một bao cám nữa. Đấy, bắt đầu rồi đi về xuất phát. Giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình đi xuống chợ lợn ở đây nhé. Đây là khu bà con mua bán lợn. Đây có con hai con chó con. Con này lông khá là dài nhưng mà nhìn nó run run thì nó rét hay sao ấy. Hôm nay không có lợn to, nhưng mình nhìn theo mình ở đây mình quan sát thì toàn là những con lợn con thôi. Còn ở đây họ bán toàn là trên 1 triệu một con. Những con này có bán có đến 1 triệu một con không anh? Hơn 1 triệu à? À, 1,5 triệu một con. Cái này cũng to to, tầm 1 yến. Lợn đen. Xem cái gì đây, cái món gì hay thế? Chị em bán lợn lúc rảnh rỗi chia sẻ điện thoại xem. Có con nó màu nâu nâu. Mùa trên này khá là lạnh nhá. Đây là tháng 5 dương rồi mà đây nhìn những con lợn nó run. Ở đây tất cả ai cũng phải mặc áo khoác ấy. Các bác bán lợn phải mặc áo khoác hết. Rét. Chị nói thật nha, em đi bán lợn có những người ta mua về không ăn được, người ta mới đem ra bán, nhưng mà người mua bảo là cái này ít con thì họ mang ở nhà ra họ mua nữa. Chồng ít chồng được đấy.
còn loại này chắc vừa tách sữa. Mua lợn à anh? Cái này để khóa đâu đây? Cái này ấy. Cái này của nhà nếu mà không ao thì à, con này đẹp nhỉ. Con này. Con này còn hai con nữa. Em mua về thịt hay mua làm giống ấy? Em mua về nuôi. À, mua về nuôi. Con này bán tầm bao nhiêu cân? Nếu như cô đòi 1,5 triệu hay cô đòi 1,1 triệu à? Chắc 8-9 cân thôi. 8-9 cân thôi. À, đây ca giả 600. Con này con lợn nhỏ nhưng mà nhỏ. Khỏe. Đấy, nhìn nó rất là khỏe. À, con này nó ngon. À, 1,2 triệu hai con. Hai con. Hai con. Con ở trong bao hình như đẹp hơn. Ở đây có con lợn đỏ nhỏ chưa này? À, ở đây có lợn trắng này. Đây là sao các mấy rồi nó ấy. Loại này bán bao tiền một con đấy anh? 1,1 triệu à? Ở đây mà con bán những quả dưa, các loại mặt hàng như cái này là ngô ấy. Mận. Ở đây bà con mua bán toàn rau cỏ. Ở ngay cạnh đường bán toàn rau cỏ. Đây là những quả ớt, họ người dân đây bán ớt khá là nhiều. Đặc biệt là họ bán ớt rồi bán cả ớt giống rồi, khá là nhiều ớt giống. Chợ ở đây là chủ yếu là người Mông là chiếm đa số các bạn. Đây là cái giáp cá, giáp tanh họ nhặt xuống bán. Ở đây là khu vực bà con họ bán rượu ngô nha các bạn. Rượu ngô Bắc Hà. À, rượu ngô Lùng Phình. Ừ, khá là nhiều. Rượu này bán bao tiền một lít hả cô? 20.000 một lít. Mình giới thiệu với các bạn một chút một về cái này là cái người ta hay dùng để vừa trên đồi ấy. Trước là
đấy, cái đồi đồi cỏ danh ấy thì người ta cày cày xong rồi mang cái này đi bừa, chứ cái này không bừa được ruộng. Ở trên vùng cao thì bà con vẫn bán cái loại này, nhưng ở dưới mình không cày nữa, mình không có nương để làm nữa đấy. Đây các cô bán rượu khá là nhiều luôn. Mùa này mùa hoa quả mận đây trên vùng cao ấy, bà con có những cái đĩu bằng nhựa rất tiện, có cái gì bỏ trên trong này chị thì cõng bà con bán xôi, xôi khá là đẹp. Trong có cái này lưới cày chú. Ở đây là những đồ sắt, đây là những chuông người ta để treo những con vật nuôi ấy. Ở đây là khu ăn sáng, hơi tối một tí, khu ẩm thực ăn phở đấy. Ở đây không đông như bằng ở Bắc Hà, nhưng mà cũng khá là rất là mộc mạc, như còn lợn đen đặc sản. Ở đây ở vùng cao chủ yếu là lợn đen, bà con thì tranh thủ đến chợ thì ai cũng phải làm bát phở. Quả chân giò khá là to. Đây là cô ăn mèn mèn nha các bạn. Chợ đây mặc dù về sáng hơi tối, số của quả chế khá là to. Đây là nước dùng. Bác, ai à, chơi hẳn một cái đầu lợn này á? Đây, để làm thế thì mới bó nhờ đi chợ phiên. 11 cân mà. 11 cân à? À để quay đi. Ôi du. 400.000 thôi. 400 là quả đầu lợn đen này. Đấy. Khá là hấp dẫn. Chợ ở vùng cao là không thể thiếu được cái món ong đậu.
Sang bên này là có món thịt chó nhé. Đây là dồi chó à chú? Lòng dồi thịt chó. Đây các chú đi kia. Đi vắng cho biết rồi. Đi công an thằng cố bò à? Thằng cố bò. Đấy, khá là ngon đấy. Mình trêu vậy thôi. Trêu chị vậy thôi. Đây là bò hay là ngựa chị? Đây là bò. Cố bò có cả dạ dạ dày. Xong lá có lá thắng cố, hạt dổi các thứ. Nói chung là rất là thơm nhá, ngửi mùi là rất là thơm. Đây em bán hàng cống cả con. Đây là con à em? Đây, đây các đại ca làm một bát thắng cố xong rồi. Ôi. Mận này bán bao tiền một cân đấy chị? Hả? 10.000 thôi á? À rẻ. À đây là cái lá để người ta làm xôi đấy các bạn ạ. À, mận bây giờ khá là rẻ rồi nhá các bạn. Vì đang là mùa mận. Ở đây là cái dế bon nhỉ. Cái ăn biết nấu ăn khá là ngon. Nhưng mà không biết nấu thì ăn hơi ấy. Cắt đấy cho nó ăn à, lấy ngỗng con à đại ca. Bao tiền một con ạ? 150 một con. Đây là những con giống luôn. Bà con bày bán tại chợ. Vịt ngan ngỗng. Ủa, không một quả. Bây giờ không cầm được. Rồi, tí nữa 20.000 một quả nhé. À 20.000 một cân. Con bán 15. À 15 ạ. 15 nhỉ. Vâng. Con vải nhìn khá là đẹp này các bạn. Thank you.